Sau khi lấp đầy các chỗ, bác sĩ kết hợp cả ba mô hình lại với nhau, đảm bảo không còn bất kỳ lỗ hổng nào còn sót lại. Bác sĩ lau đi các phần thừa và dùng máy áp lực đè nén xuống, sau đó bỏ vào trong lò nướng 2 tiếng đồng hồ. Với nhiệt độ khoảng 93 độ giúp cho cố định phần keo lại. Đợi đến khi dụng cụ mô hình đông lại, mở mô hình ra, vậy là một chiếc tay giả đã được hoàn thành. Cuối cùng bác sĩ chuyên tạo hình đeo chiếc tay giả cho bệnh nhân. Khi nhìn lên thì hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Giá của một chiếc tay giả sau khi hoàn thành có thể rơi vào khoảng 4.000 đô. Dựa vào màu sắc lão hóa của con người, sau 4 năm sẽ phải làm lại một chiếc tay mới. Dựa theo số liệu những người khuyết tật ở Trung Quốc, có khoảng 8 triệu 500 người bị khuyết tật. Mỗi năm tăng thêm 2 triệu người mới. Chiếc tay giả này đã giúp cho cuộc sống của rất nhiều người khuyết tật có thêm hy vọng và hạnh phúc.